em vô trong phòng chơi nha, để mẹ đi chợ nha. Nhanh không? Cà rốt luộc cũng đậm ngon, xem đây cũng thích cà rốt luộc ấy. Ngon lắm, ngon ăn ngon lắm. Chị cô Bi lớn thì cô Bi ăn nhanh đấy, cô Bi chửi em với. Món ăn nhanh anh ngon. Ngon không ngon? Ừ, ngon nhỉ. Em mình để dành cái này cho món nha. Cho ngon lắm, đúng rồi nè. Mà nó chậm đấy. Chị có bị ăn hết phần cho coi. Ăn đi nha, mẹ đi chợ nha. Sữa đâu rồi ta? Ôi trời chết, quên mất hộp sữa ở ngoài quán rồi. Thank you.
chưa chết. Sao là đổ sinh tố rồi, đổ nước ép rồi. Trời đất ơi, chắc là con Bi làm đổ rồi. Bi ơi đi đâu rồi? Bi ơi, Bi ơi con đâu rồi? Ủa Bi, con nằm đây thế ai làm đổ nước ép của mẹ ngoài kia? Mon đâu rồi? Hả? Mon đâu? Con nằm đây con không thấy em à? Ủa thôi chết, hay là em làm đổ nước ép của mẹ rồi, em đi đâu rồi á? Thôi chết rồi. Bi con đi tìm em cho mẹ đi, để mẹ đi ra mẹ dọn cái nước đổ kia nhá. Con đi tìm em cho mẹ đi, coi thử em ở đâu nào. Chắc là em sợ mẹ la nên em bỏ trốn đi đâu rồi á. Con đâm em cho mẹ với. Nào đi tìm em cho mẹ đi. Đâu ấy nhờ? Mon ơi, con đâu rồi? Sao lại chạy ra đây rồi? Mon, mẹ đây mà, mẹ không la đâu, lại đây với mẹ nào. Mon ơi, ô, tôi nghe kêu mà đây đâu rồi?
Mon ơi, Mon, mẹ mới gọi con mày, con đi đâu rồi? Con đi đâu rồi? Ô, đây này, lại đây, lại đây, đi đây, đây mẹ nào. Sao con lại bỏ trốn qua đây giờ, nguy hiểm thế. Con làm đổ nước của mẹ con lo quá hả? Mẹ đâu có la con đâu, nha. Con đừng có lo nha. Đi ơi, mẹ tìm thấy em rồi. Đi đây, đi đây, không sao, mẹ thương, mẹ thương. Mẹ lau rồi, không sao nha. Trời ơi, con chui chi vô đây vậy? Trong đây rắn rất là nguy hiểm à. Nào, đi ra đây nào. Mẹ có la con đâu mà. Bi ơi, mẹ thấy em rồi. Và đây Bi ơi, mẹ thấy em rồi. Nó dính vô tay vô đây, áo mẹ đang còn nè. Chị có biết có bị dính không con? Này, dính cho quần mẹ quá trời nè. Cái mẹ coi thế nào nào, tay chân như thế nào rồi. Có bị sao không? Này, dính vô áo con nè. Sao không được chạy ra ngoài như thế nữa Mon nha. Nguy hiểm lắm nha. Ở trong nhà thôi chứ, mẹ có la con đâu. Bi ngồi đây con. Bi ngồi đây. Bi cũng thế nha. Có làm hư đồ gì của mẹ là cũng không được ra ngoài nha. Nào, Bi ngồi đây. Ngoan nha. Mon không được làm mẹ lo lắng nữa nha Mon nha. Mon ngoan nha. Ở nhà chơi với chị cô Bi thôi. Nghe chưa Bon? Mon nghe chưa? Hả?